Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái phần tiếp theo. Cái phần này sẽ giúp ích cho chúng ta làm được các cái báo cáo, như kiểu là báo cáo về tổng hợp này, báo cáo doanh thu này, báo cáo lợi nhuận này, báo cáo nhập và cost suất, vân vân. Hoặc là cái chúng ta sẽ nhìn thấy thường xuyên khi chúng ta đi siêu thị, đó chính là chúng ta sẽ tạo ra được những cái hóa đơn người ta in ra, hoặc là các cái phiếu mua hàng vân vân, thì người ta cầm đưa cho khách hàng. Đó chính là các cái dạng mà ứng dụng của báo cáo. Để làm được báo cáo thì chúng ta sẽ cần phải cài đặt được nó. Mình sẽ mở cái phần này để các bạn biết chúng ta sử dụng báo cáo gì. Chúng ta sẽ sử dụng báo cáo Winform. Ta sẽ là Winform. Các bạn sẽ nhìn thấy trang đầu tiên, nó là cái Sac Crystal Report. Ta sẽ vào đây Sac và ta sẽ tải các cái phiên bản tương ứng. Và các bạn hãy ghi luôn, chúng ta sẽ download luôn thì nó dễ đi. Nó sẽ vào ra cái trong sau đây. Chúng ta sẽ download code này vào Visual Studio 20 bao nhiêu x, ví dụ của bạn đang bản mới nhất 2017, chúng ta sẽ chọn cái này và đến luôn trang này, chúng ta khỏi mất nhiều thời gian đây. Đấy. Đây các bạn sẽ nhìn thấy các phần mô tả trên này, chúng ta chỉ có đọc. Đây. Đây người ta dùng mô tả cho Default 21 này, nó sẽ hỗ trợ cho Visual 2017 này, .NET 4.7 này, Firefox này, vân vân rất là nhiều. Thì hiện tại mình đã cài sẵn được máy này rồi. Các bạn sẽ cài, đao và cài theo hướng dẫn trên này đây. Từ những cái người ta có sẵn rồi. Các bạn vào cái search thì vào xong và vào cái trang này, sau đó chúng ta cài theo hướng dẫn. Khi mà cài thành công rồi, người ta sẽ thấy cái biểu tượng ở trong cái Visual. Các bạn có thể xem của mình như sau này. Đây click này, các bạn chọn vào app này, chọn vào new item này. Chúng ta sẽ thấy một cái mục reporting. Và chúng ta sẽ nhìn thấy ngay bên trên đây có cái mục Crystal Report có biểu tượng màu xanh xanh như này. Đấy là khi người ta đã cài đặt thành công. Và cái đuôi này đuôi RPT. Những cái bản Visual trước đấy chẳng hạn 2.8, 2.10 thì nó có một cái dạng RDNC. Cái đấy là của Microsoft cung cấp sẵn. Còn cái dạng này chúng ta gọi nó cái gọi third party, tức là một cái bên thứ ba cung cấp chuyên về báo cáo. Đấy, ta gọi như thế. Khi cài đặt xong ta sẽ có dạng này rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái khâu tiếp theo, đó chúng ta sẽ sử dụng cái này chúng ta ứng dụng vào trong cái phần mềm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần phải tạo một cái thủ tục trong SQL để chúng ta lấy dữ liệu cần hiển thị trên báo cáo. Mình sẽ làm một cái báo cáo đơn giản nhất là cái báo cáo liên quan đến cái phần chi bộ chẳng hạn. Đây mình sẽ có này. Cái bảng này mình hướng các bạn đọc sẵn đây nhá. Làm chi bộ. Đó. Chi bộ này. Đây. Để đỡ nặng nề về phần này, chúng ta chỉ cần viết một thủ tục đơn giản này thôi. Hoặc là trước chúng ta đã có sẵn các thủ tục ở các video trước thì các bạn dùng lại cũng không sao. Chúng ta dùng luôn cái chi bộ CNO này. Đấy, chúng ta sẽ bước đầu tiên chúng ta viết một thủ tục trong SQL. Và ta sẽ quan sát xem kết quả là ok hay chưa. Chúng ta sẽ hiển thị lên trên báo cáo. Vì hiện tại cái thủ tục này nó chưa có tham số, ta sẽ thật để dùng cái này cho dễ trước. Ở phần sau nữa thì mình sẽ cho các bạn dùng các cái thủ tục có tham số. Khi có thủ tục xong rồi, ta sẽ chuyển về phía SysApp. Và các bạn sẽ tạo một cái dataset để chúng ta làm cái ra thiết kế báo cáo. Các bạn ghi dataset là report ở đây. Ở phần dataset này chúng ta sẽ add một cái table adapter khi chuột phải đây. Đấy. Và chúng ta sẽ thấy một cái lựa giao diện này. Và các bạn sẽ chọn vào cái new connection. Trường hợp lần đầu tiên chúng ta kết nối cơ sở này. Đây. Thường thường chúng ta sẽ vào đây này, kết nối này, các bạn copy cái server name này
ta điền vào đây sẽ nhanh hơn là nó loát trong kia ra. Đấy. Và chỗ này chúng ta sẽ cần phải chọn tên cơ sở liệu. Đây, chúng ta viên đây. Chúng ta kích vào test condition để thử xem ok chưa. Ok này. Ok tiếp này. Next này. Next tiếp này. Đến đây nó lại có 3 lựa chọn. Chúng ta sẽ chọn cái lựa chọn dưới này. Các bạn có thể lựa chọn các cái trên nhưng mình khuyên là nên dùng cái này. Các bạn sẽ sử dụng cái chọn thủ tục tồn tại sẵn. Chúng ta chọn vào Next này. Nó sẽ kết nối đến cái phần giao diện ở đây. Và các bạn sẽ nhìn thấy các thủ tục ở trong SQL chúng ta có. Đây các bạn nhìn lại đây nhá. 5 thủ tục này. Ở trong SQL đây chúng ta cũng có thể có 5 thủ tục y chang luôn. Thế là nó đơn giản là chỉ lấy thông tin này nó vứt vào đây thôi. Mình chọn scenario này. Next này. Fin này. Get này. Next này. Finish này. Như các bạn nhìn thấy này, ở phần dataset này chúng ta đã có một cái table tên này, tên giống y với tên thủ tục mà chúng ta đã tạo trong SQL. Khi xong bước này rồi chúng ta sẽ chuyển đến cái bước tiếp theo, đó là chúng ta tạo cái giao diện báo cáo, tức là cái giao diện cho người ta hiển thị lên và xem được. Thì các bạn chọn vào F New Project này, tôi chọn vào New Item này. Rồi chúng ta sẽ chọn tới Create Report, đây là CRP hả? Về chi bộ như này. Nó sẽ đến cái giao diện chúng ta chọn, thì các bạn hãy chọn cái dạng chuẩn này hoặc là blank report này, cho giao chọn trống luôn. Đây là dạng blank này, chưa có gì. Còn một cái dạng khác nếu các bạn thích cái chọn theo cái mẫu, nó có thể chọn tương tự như sau này. Chúng mình lấy tên này nhé. Nếu các bạn muốn chọn nối cái dataset cái nôi chẳng hạn, mình sẽ xóa đi, mình tạo ra cái khác các bạn nhìn cho dễ. Ghép này. Chỉ bộ vấn đề này. Đây. Report screen ra này. Đấy, thêm data này. Ok, đây là có data source đây. Bỏ vào sách data này. Đây. Các bạn vào cái mục project data này, addonet dataset này. Chúng ta sẽ chọn vào cái này. Thiệu liệu này. Next này. Đấy, có hết các phần này này. Chọn hết, đây là từng chọn từng cột sao này, còn các bạn chọn vào cái hai cái dấu lớn hơn là mũi tên này. Các bạn chọn hết nó sẽ hiển thị cái đống này. Next tiếp này. Chỗ nó gần group thì không cần nhá. Finish. Chúng ta sẽ nhìn thấy một cái mẫu như này. Và các bạn sẽ nhìn thấy là các cái phần người ta đã điền sẵn cho mình rồi. Đấy, khi chúng ta nỡ tay chúng ta có thể chọn Ctrl Z được. Đấy. Và trong cái phần giao diện tạo báo cáo các bạn đã nhìn thấy cái mục Toolbox. Nó cũng tương tự như phần WinForm, tuy nhiên nó ít control hơn. Đây mình sẽ đóng lên nó xuống các bạn nhìn cho rõ này. Đấy, các cái phần control hỗ trợ trong trường hợp này chúng ta chỉ có text box này, line object này, box object này. Thì text box là cái chúng ta chọn để nhập chữ, nó như text box thường của trong WinForm ấy thôi. Chỗ đây là vào được là mình ghi là danh sách chi bộ thôi, không cần ghi báo cáo. Này. Đấy. Cho nên chúng ta chỉnh bình thường như Word thôi, chúng ta thế này. Time New Roman này. Cho chữ to một chút cho 20 đi. Thì chúng ta sẽ phải kéo lại cái này cho nó chưa được cái chữ kia. Đấy, đây các bạn sẽ các lựa chọn giống in như Word thôi. Chẳng ngạc nhiên là các bạn thích xanh đậm, ok. Xong thích điền các cái thông tin vào, chúng ta lại tương tự dùng một cái khác, ví dụ là Hà Nội này,
này 08 này 8 10 8, kiểu này cái thông tin chi tiết thế này cũng được, tùy theo cái mẫu các bạn thiết kế cho nó phù hợp. Đây mình chỉ ví dụ thôi. Đấy. Cái này thực tế thì khi chúng ta làm sẽ theo yêu cầu của khách hàng. Có thể thêm các cái logo công ty đây này, tên này, tên doanh nghiệp này, là số điện thoại, email liên hệ vân vân. Các bạn sẽ thấy rất là nhẹ nhàng này. Cần thì chúng ta thêm đây, không có gì khó khăn cả. Xem nó vào này. Ở cái mục này chúng ta sẽ có cái print date, các bạn không dùng các bạn sẽ xóa cái này đi. Đấy, để có sẵn theo cái mẫu tiêu đề. Chúng ta sẽ sửa lại theo ý thích. Các bạn ý các cái phần section, các cái phần của nó này. Page header này, cái phần đầu của cái trang này. Detail trên là cái danh, cái bảng danh sách chúng ta hiển thị ra. Còn report footer này, đây là cái phần cuối của cái báo cáo. Còn cái page footer này, cuối của trang. Sẽ sửa đầu tiên page header này. Đây, ví dụ đây là mã chi bộ này, chúng ta hoàn toàn viết tiếng Việt ok đâu. Đây là tên chi bộ này. Đây là ngày thành lập này. Còn cái cột xóa không ý nghĩa, chúng ta xóa đi. Đây không phải là cái cột để chúng ta hiển thị nội dung. Các bạn đã kéo cái này sang đây. Đây bạn chỉnh lại. Ở đây các bạn thể thêm cái khác nếu cần nhé. Chứng thiết phải theo cái cố định của sẵn, các bạn thể xóa hoặc thêm đều ok. Đây, ví dụ thì thứ này mình sẽ bỏ cái underline đi. Căn giữa này. Và các bạn chọn mấy cái một lúc cũng được. Đấy, cho giữa này. Rồi, con chữ này. Cho chữ to lên này, cho tầm 12 chẳng hạn. Đấy, như này. Đấy, nếu bé các bạn thể cho nó rộng ra cho nó phù hợp với cái kích thước chúng ta đã chỉnh. Thường thường các cái thao tác này với báo cáo phức tạp thì khá là mất thời gian đó các bạn. Chúng ta khi làm chúng ta phải giải nhanh nhẹ, nó cũng không có gì khó, điều là hỏi chúng ta phải tỉ mỉ chính xác. Đây. Ví dụ cái cuối mình có thể thêm một cái checkbox này. Ví dụ này. Trường phòng này, ký tên phòng dấu kiểu này chẳng hạn. Cái phần đấy nhỏ các bạn để kéo rộng ra như này cho nó phù hợp. Đấy, các bạn có thể cho xuống dòng nhiều dòng được. Căn giữa đây, yên đạo đây. Đấy, ví dụ này thì phần footer này chúng ta có thể thêm các cái phần tính tổng hay gì đấy, còn để không có các bạn có thể cho nó nhỏ vào. Mình xếp nó vào. Đấy. Và các bạn thể nhìn bên cạnh này, nó có một cái tab dưới là Medivore Preview, có nghĩa là giúp chúng ta xem trước cái báo cáo như thế nào. Đấy, các bạn xem này. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay một cái là nó theo các cái phần chúng ta thiết kế. Và ở đây nó có các cái phần nội dung, đây là nội dung người ta lấy ngẫu nhiên ra để chúng ta nhìn thấy cái kết quả nó sẽ như thế nào. Và chúng ta sẽ cần thấy là thêm một cái đường thẳng để nó ngăn cách ra nữa. Thì đây các bạn nhìn này, nó có một cái này object để các bạn kéo nó ra. Đấy, dụng cái này này, trên này. Đường dưới này. Có thể vẽ con này cũng được, kích con tròn này, có thể vẽ con này nhanh nhanh thôi. Xong cái đường thẳng chúng ta cũng kích vào đây, chúng ta vẽ dọc xuống. Nó sẽ kéo suốt. Tương tự phần ngăn cách chẳng hạn, chúng ta sẽ kéo thẳng được xuống này. Ở đây như thế này. Cái cuối cùng vậy này. Và cái đường cuối cùng ta phải cho nó một dòng này.
Đây, chẳng hạn. Đây, các bạn nhìn nào. Bây giờ nó cắt này là có các đường kẻ để ngăn cách rồi. Tuy nhiên cái phần trên này nó chưa khép kín, chúng ta phải chỉnh cho nó khớp với nhau chứ không được để như thế này. Để các bạn chỉnh một cái này, thu nhỏ này. Đấy, quá rồi. Nếu như chúng ta thấy khó khăn trong cái việc chúng ta kéo cho nó bằng cái trường hợp rất là nhỏ thì các bạn thể dụng một cái phần thuộc tính ngồi bên này. Đây. Rồi các bạn quan sát này, mỗi một cái đường cẳng này đều có định vị bên trái, bên phải, trên, dưới. Chúng ta cần quan tâm là cái phần bên trái, bên phải. Trường hợp thẳng đứng thì theo trục của y sẽ bằng nhau. Và sẽ định nghĩa là ngay, đây là phần này này. Line này, bằng này các bạn copy vào chị này. Sau đó các bạn kích chọn vào cái đường bên dưới này. Chúng ta sẽ paste vào cái line này. Thì ngay lập tức là hai này sẽ bằng nhau. Tương tự cái này thế, chúng ta sẽ cho line của cái thẳng vừa đường thẳng kia paste vào. Thằng này cũng vậy luôn. Đấy. Chúng ta quan sát này. Đấy, các bạn nhìn thấy nó vừa khít nhau, giống bị lúc trước nữa. Ta xếp lại. Và như vậy là chúng ta đã thiết kế được xong cái phần nội dung hiển thị rồi. Bước tiếp theo chúng ta sẽ cần phải cho nó chạy, thế là chúng ta sẽ gắn vào một cái form để chúng ta hiển thị lên trên. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ở cái tiếp như sau này. Đây. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái form mới. F này. Như từ này. Thì chúng ta sẽ chọn một cái window form thông thường thôi. Form này. Default chi bộ này. Đây các bạn vẫn chọn thông thường. Thường gì này. Icon này. Thì mình sẽ đổi cái tên của nó để làm cảm trị bộ. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ kéo cái control hiển thị báo cáo lên. Các bạn về phần toolbox này. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái mục reporting ở đây. Và các bạn sẽ nhìn thấy một cái creator report viewer. Thì các bạn kéo cái này ra. Cái viewer này chính là cái để giúp chúng ta hiển thị báo cáo. Thì ngay lập tức các bạn đã nhìn thấy một cái khung báo cáo có cái phần hiển thị này, thu nhỏ này, cái hình biểu tượng của máy in này, rồi các cái phần bên trên này, đó là cái phần khung. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Đây, đổi lên nào. Viewer. Chỉ bộ view này. Và việc tiếp theo chúng ta sẽ phải nhét cái báo cáo này vào trong đây. Thì mình sẽ hướng dẫn với các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.